Chào các bạn trên diễn đàn. Chào khán giả của Việt Vision, chào các bạn trên diễn đàn. Tôi rất bức xúc với mấy cái bọn mà phản động trong nước ấy. Cái bọn phản động trong nước và ngoài nước. Chúng mày là một cái thứ giặc. Chúng mày tưởng chúng mày là ai? Chúng mày không phải là giặc thì chúng mày là ai? Chúng mày đưa những cái thằng Mỹ ngụy về Việt Nam để giết người Việt Nam trong cái cuộc chiến tranh. Chúng mày chỉ nhằm Việt Nam mà có cái chuyện gì ấy là mấy cái thằng mà chó rách áo ôm ở nước ngoài ấy, lưu vong chống cộng đó. Chúng mày chỉ xoáy về Việt Nam này, chúng mày nói xấu, nói là cộng sản giết người này, rồi là cộng sản ác với dân này. Chúng ác, người ta ác với dân mà người ta cho người dân ấy được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Còn chúng mày là thế nào? Chúng mày là đưa Mỹ về, đưa Nhật về, đưa Pháp về Việt Nam để giày xéo non sông, giết người. Chúng mày giết người, nói về thời chiến tranh đấy là chúng mày giết người ghê tởm. Người ta trong quân đội về đấy, như nhà tao này 6-7 người, người ta đi bộ đội về được người nào? Về đến cửa Sài Gòn thì cũng đã nằm lại rồi. Nhưng mà chúng mày trong cái thời chiến tranh đấy là chúng mày dắt giặc về. Chúng mày không dắt giặc về thì làm sao mà cái thằng Mỹ, thằng Nhật, thằng Pháp nó về Việt Nam, nó giết người Việt Nam. Nó giết người Việt Nam tệ nạn. Thế mà chúng mày sủa trên mạng là chúng mày nói là chúng mày yêu dân, yêu nước, yêu cái mả cha con lý mẹ chúng mày ở sống lưu vong ở cái xứ người. Để cho chúng cái thời đấy đấy, cái thời mà chiến tranh đấy, mà sau giải phóng năm 75 đấy, nếu như chúng ta mà giết chúng mày đấy, dễ như uống nước. Tại vì thế nào? Cái lúc mà chúng mày lên thuyền hoặc là đu cái máy bay để lên trên máy bay đấy, thì chúng ta chỉ cần bắn tên lửa là chúng mày chết hết rồi. Nhưng bởi vì làm sao mà không bắn? Để cho chúng mày sống để làm người, để chúng mày đầu thai, để chúng mày làm người, kiếp sau cũng làm người, để chúng mày chuộc cái tội lỗi. Nhưng mà chúng mày đâu có làm người, chúng mày sang đến xứ người rồi mà chúng mày vẫn sủa về là chúng mày là chửi bới rút, rồi là gây sự, gây hận thù, gây chiến tranh, gây bạo loạn, đúng không? Vì để chúng mày là cái máu sinh ra chúng mày, cái người sinh ra chúng mày là nghiệp xúc, mà chúng mày cũng là cái thứ nghiệp xúc. Những cái thằng Thái, rồi là cái thằng Quốc Huy, rồi là những cái ông Ly Sa Phạm, rồi con Emily, rồi những cái thành phần toàn là những cái thành phần rẻ tiền của chúng mày ấy. Chúng mày sống ở cái xứ người nhục như con chó, bởi vì như thế nào là nhục, mày chui dưới gầm mâm người ta ấy, là chúng mày một dạ hai vâng. Nhưng mà chúng mày sủa về cái nơi mà chôn rau cắt rốn của chúng mày đấy, là chúng mày moi cha cũng mẹ chúng mày lên, chúng mày phơi. Chúng mày phơi làm gì? Chúng mày phơi năm đời ông mười tổ chúng mày ở Việt Nam đấy, chôn ở Việt Nam đấy, để cho cái người đời người ta nhốt. Cái người đời người ta nhốt chúng mày. Người ta nhốt chúng mày là như thế nào? Người ta nhốt chúng mày làm sao mà lại nhà tôi là đẻ đã sinh ra một cái thương nghiệp xúc, mà lại chứ hết đời nọ đến đời kia để muốn rước giặc về để xéo cái non sông đất nước của mình. Một cái thằng Mỹ nó cũng lắc đầu với chúng mày. Bởi vì chúng nào? Nó nói là chúng mày yêu một cái lá cờ mà không có tổ quốc. Yêu một cái lá cờ không có tổ quốc. Chúng mày không phải là yêu cờ, mà chúng mày không phải yêu nước, mà chúng mày yêu đô la. Chúng mày yêu đô la, chúng mày lừa đảo, chúng mày bắt người, những cái người mà người ta cũng đi lưu vong như chúng mày đấy, phải đóng tiền cho chúng mày.
mà không á là chúng mày đe dọa người ta, chúng mày yêu người ở bên đó lắm nhỉ, yêu mà để cho người ta chết đuối, yêu mà để cho người ta chết riết. Chúng mày yêu cái gì? Chúng mày là cái thứ nghiệp súc, sống ở đâu chúng mày cũng là chỉ có nghiệp súc. Bởi vì cái đầu óc của chúng mày là chỉ có tiền, tiền chúng mày bán rẻ cả cha cả mẹ, bán bán rẻ cả mộ mộ tổ mộ tiên, bán rẻ cả vợ chúng mày. Bởi vì bây giờ mà thằng Mỹ mà đưa cho chúng mày một cục đô la đấy, thì chúng mày sẵn sàng là thôi vợ tao đấy, mày vào mày ngủ đi một cái thứ chống cộng cực đoan chúng mày là như vậy. Cho nên là cái ông Ly Sa Phạm ông phải cắt cu đi, ông làm đàn bà, ông làm đàn bà để ông sang bên đó để ông kiếm ăn, chứ ở Việt Nam ai chơi cái của, đúng không? Cái thứ 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 cũng đầy người, người ta thế giới thứ ba ra, nhưng người ta sống rất đàng hoàng, người ta sống rất tử tế. Nhưng tại sao cái ông Ly Sa Phạm ông lại như thế? Vì ông ở Việt Nam là ông nó quá tà, ông là cái thứ rẻ tiền không có ai người ta chơi ông, nên ông phải nhảy sang Mỹ để ông cắt cu, ông làm đàn bà, làm thái giám, làm thái giám, một cái thứ mà không tồn tại trên thế giới. Thì tôi hỏi mọi người là hân thủ chính trị ai nghe, chẳng có ai nghe nó cả. Một cái thứ đàn ông ra đàn ông, đàn bà ông ra đàn ông, đàn bà, rồi một cái con em mi lì, rồi một cái thằng Huy, một cái thằng Quốc Huy, vợ con mày đang sống ở Việt Nam, đúng không? Mày là người cha đương đầu để lo cho con cho cái, mà mày lo không nổi, mày đi theo cái khu cái bọn phản quốc đấy để mày bán rẻ cái đất nước này. Miệng chúng mày ra rả là chúng mày chửi cái người lãnh đạo để người ta thế nọ người ta thế kia, nhưng mà người ta cho người dân chúng tao sống được đàng hoàng, không có chiến tranh, không có bom đạn, sống bình yên, người dân ấm no hạnh phúc. Còn ở trên đời đấy, con người sinh ra phải có làm mới có ăn, không chứ ai để đem phần cho ta. Còn chúng mày cứ nói chúng mày ở bên đấy, chúng mày sống đất nước, chúng mày sống ở cái nước Mỹ, chúng mày sống ở cái đất nước thiên đường, mà tao nhìn chúng mày lên thủa trên mạng đấy, đứa nào đứa nấy mà chỉ có nẹn như này này, có nẹn như này, mặt thì hốc lại đen xì xì. Tao thấy chúng mày giống như là cái bọn mà đi xin ăn ngoài đường, cái bọn đi xin ăn ngoài đường bây giờ nó còn mập còn béo còn trắng. Bây giờ tao tao thấy chúng mày là một cái thứ, phải đặt chúng mày là như nào, đặt chúng mày là một cái thứ mà nằm dưới gầm mâm của thằng Mỹ ăn cơm thừa canh cặn, đúng không? Chúng mày lấy cái tư cách gì chúng mày nói về Việt Nam? Chúng mày không đủ tư cách nói về Việt Nam, bởi vì một khi mà chúng mày sống mà cái ở cha chúng mày đấy giết người Việt Nam vô tội vạ, chúng mày có coi con người ở Việt Nam là người đâu, chúng mày coi người ta là súc vật, chúng mày giết, nào là treo cổ, nào là chúng mày treo cổ người ta, nào là chặt đầu dơ lên, anh hùng lắm, chặt đầu người dơ lên, cái tội ác của chúng mày không bao giờ xóa nhòa được, đúng không? Chúng mày bắt được một người thì chúng mày phải bắt người ta phải khai, có người người ta non dạ thì người ta khai ra, anh khi chúng mày bắt người ta ra là chúng mày nhận trong nước, rồi là bỏ vào chum, rồi nhận, rồi là mổ bụng moi tim, rồi đi tập thể, rồi sau là sẽ lấy cái que đấy sọc người ta lên, rồi là phơi nắng, nó hiếp tập thể. Thời chiến tranh đó, nó mà bắt được phụ nữ đấy là nó hiếp tập thể, nó hiếp tập thể xong rồi bắt đầu là nó lấy cái cây ấy, là nó chọc từ đằng hậu môn mà ra đừng ra đừng 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 hả? Hay vậy y tiền à? Ồ. Hảo la, hảo la. Nó hít tập thể xong rồi là nó lấy cái cây đấy, nó chọc từ hậu môn mà ra đường 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 đầu ấy, là nó dựng lên, nó dựng lên phơi nắng. Rồi có người ấy là nó đem nó bắt được là nó trói hai tay chặn ra, hai chân chặn ra, cao khoảng độ 2 mét, bắt đầu mổ bụng từ ở trên đó là ruột với gan nó rơi xuống. Ừ, trời ơi, những cái người mà người ta đi làm du kích về đấy, người ta đi làm du kích người ta thoát được đấy,
người ta nhìn thấy là người ta đứt chết đứng người, không tưởng tượng được cái bọn Việt Nam Cộng Hòa này này với lại cái bọn Mỹ là nó ác ôn kinh khủng. Cái thời mà thằng Nhật nó sang đấy, nó bắt được người thì nó chặt đầu, mà cái thằng Pháp đấy, được cái thằng Pháp thì nó còn còn đỡ một tí, nó thấy người bị đánh nhau thì nó bắn thôi, chứ không đến mức độ mà tra tấn giống như cái bọn mà thằng Mỹ Ngụy, cái bọn Mỹ Ngụy nó ác ôn lắm. Mà cái bọn Mỹ Ngụy này này, mà hắn mà nhìn thấy nhà ai mà có đàn bà đấy, thời trong chiến tranh đấy, là nó bắt được người ta ấy. À, nó nhìn thấy nhà ai mà có đàn bà đấy, nó muốn hiếp ấy. Là nó bảo là cái nhà này là chúng mày nuôi biệt cộng, chúng mày nuôi biệt cộng, thì nó bảo là nếu mà không cho con gái mày gả cho tao ấy, là tao sẽ nói là nhà mày nuôi biệt cộng, là người ta vào người ta giết hết cả nhà chúng mày. Thế người ta đành người ta phải hy sinh một người để người ta cứu cả cái nhà người ta. Thế đấy. Nên cái bọn Ngụy này nó rất ác ôn, nó ác trên tầng cây số luôn. Trên cái thế giới này người ta ca ngợi là cái thằng Mỹ Ngụy là nó ác. Nó ác kinh khủng. Cho nên là nó càng mang cái cờ ba que ra đấy, cả thế giới người ta lại càng biết là nó là cái bọn này là bọn tay sai cho thằng Mỹ. Ác ôn, ác đến mức độ mà cả thế giới người ta phải đứng lên, người ta cầm cờ cộng sản, người ta cầm cờ giải phóng để mà đấu tranh với cái thằng Mỹ, với thằng Ngụy đấy. Một cái lũ đánh thuê, một cái lũ nghiệp xúc, là nó ác ôn. Tôi nói cho mọi người biết đấy. Ngày nay là không chiến tranh nữa. Như mọi người là ngày hai bữa ăn cơm no rồi đi chơi, nhưng mọi các người không biết là nó hoạt động trong đất nước mình đâu. Vẫn còn cái bọn mà nó đời con đời cháu nó bây giờ nó đang còn ở Việt Nam mình đấy. Có người thì là người ta sống đàng hoàng, có người ta không sống đàng hoàng đấy, là nó vẫn liên kết với cái bọn nước ngoài. Nay thì nó đánh bom chỗ nọ, mai nó đánh bom chỗ kia, là nó nhằm vào những cái nhà mà cán bộ đấy, để nó hại người ta, rồi là nó ra đấy, vừa rồi ở Bình Thuận đó, rồi là ở Tân Tân Nhất đó, bắt được bao nhiêu người đấy. Cái bộ này nó có bao giờ nó để yên mình đâu, nó có để bao giờ Việt Nam mình ấy, người dân ấy là chứ ăn no rồi đi chơi rồi là đi hết chỗ nội chỗ kia, nhưng mà có biết được cái đất nước của mình người ta đang phải đối đầu với cái bọn giặc này, nó giặc trong giặc ngoài. Người ta là người đất nước người ta, người chính phủ người ta rất là đau đầu, nhưng mà người dân mình đấy đâu có biết cái gì đâu, vẫn là chứ ngày hai bữa ăn no rồi đi chơi rồi, chứ còn có biết được là đất nước có bao nhiêu giặc, có bao nhiêu kẻ thù đang ở trong nước, ở đâu không, người ở đâu không. Như trong cái bộ máy trong ương đảng đấy là người ta nắm được hết, đứa nào như thế nào, đứa nào ở đâu người ta nắm được hết, nhưng mà người dân mình ấy là không có biết cái gì cả. Rồi chứ ăn no rồi là chơi rồi bời rồi đi chỗ nọ đi chỗ kia, đi hát hò đi qua thù địch cũng không biết, nhưng người ta nắm được hết. Bởi vì như vậy ấy, bởi vì là người dân ấy là người ta tin về đường lối của đảng lãnh đạo rồi, nên người ta giao phó cho đảng. Chỉ cần là lúc nào mà khi nào tổ quốc cần thì người dân người ta đứng dậy thôi, chứ người ta có đâu có biết là thù địch bây giờ ở đâu, ở chỗ nào. Nhưng mà các bạn còn chưa biết cái thời mà chiến tranh ấy, cái thời chiến tranh với là khủng khiếp, với là khủng kinh khủng. Tôi nói mọi người biết này, nhà tôi 7 người đi quân đi bộ đội đấy, mà về được vài người nhưng mà cũng chẳng sống được bao lâu thì cũng chết về bom đạn. Nhưng mà có người chú tôi đấy, người ta đi bộ đội về đấy, người ta kể đấy, trong chiến tranh Việt Nam mình đấy, là nhất là những cái người miền Nam bị nó hành, nó hạ, nó giết vô tội vạ, nó bắt người, nó cướp của, nó đi qua nhà dân thì là nó vơ vét con gà, con chó, con mèo, nó bắt
cái đứa trẻ nó giết bố mẹ ta, xong rồi cái đứa trẻ có 2 tuổi nằm trên cái võng nó cũng bắn nó giết luôn. Đấy. Nó giết chồng người ta hiếp vợ người ta, xong rồi nó giết luôn. Nó giết người ta còn không mặc quần áo gì cả. Đấy, nó hiếp xong rồi nó giết luôn. Đứa trẻ nằm trên cái võng đấy, mới qua 2 tuổi thôi, nó cũng giết nốt. Nó có để một cái thứ gì đâu, nó có để cái bọn ngụy này, cái bọn mỹ ngụy này, ngụy quân ngụy quyền này, nó rất là ác ôn. Nó bắt được người Việt Nam mình ấy, cái người mà chống lại nó cái thời đó trong Việt Nam ấy. Các bạn nhìn trên mạng biết rồi, nào là hắn treo cổ, nào là hắn chặt đầu, rồi làm gì, rồi nào là nó cái chùm nước đấy, nó đổ bơm nước cho đầy này, là nó nhận người ta không đó. Rồi là trong tủ thì là hắn tra tấn, đóng đinh nằm trong dùng có trong thép gai, nó nằm ở trong cái rọ trong thép gai đó. Nó có nó cái bọn mỹ ngụy là nó ác lắm, chứ không phải có chuyện đơn giản đâu. Trong chiến tranh ấy, những cái người mà du kích ở trong miền Nam đấy, dân miền Nam ấy, là người ta sống rất là khổ. Cái thời đó người Bắc mình ấy thì là làm ra hạt lúa, người lúa tại chợ trong lúa, như người Bắc mình như này, nhà làm vài sào ruộng hay là làm được bao nhiêu lúa là gửi đi cho bộ đội ăn hết. Bộ đội rồi là du kích, rồi là coi như là nuôi quân đội. Cái thời đó người Bắc mình ấy làm được hạt lúa nào thì gửi hết vào trong miền Nam, gửi vào trong đó đấy. Có nơi thì nó bọn thù địch như này nó đến được là nó cái lúa mạ của người ta ăn vào miệng ấy, là nó đem nó đổ thuốc sâu vào đó, thuốc độc vào đó là nó đốt đi. Nó ác đến mức độ như thế đấy. Cho nên là cái bọn mỹ ngụy này là nó không phải cái bọn là bọn cái bọn là người, nó không phải là người đâu. Mà cái bọn mà hiện nay này ở Việt Nam mình đấy, là chúng nó đi biểu tình hàng ngày đó, nó tổ chức đi biểu tình hàng ngày đó. Nhưng mà nó chửi bới cảnh sát rồi lên mạng sủa mắng rồi là thế các kiểu. Nó mượn cái nó mượn cái tham nhũng để nó gây sóng. Rồi nó đánh vào bộ văn hóa Việt Nam, ví dụ như là nhà giáo dục, rồi nó đánh vào bộ máy trung ương đảng, rồi nó đánh vào ấy. Cho nên mà những cái người mà cái bọn mà mỹ ngụy này nó có đâu phải người đâu, kể cả trong nước ngoài nước cũng thế. Bây giờ cái bọn trong nước ấy là tay sai của nó ở bên kia là nó đi xin tiền, nó làm gì có tiền đâu. Mỹ nó đâu có tài trợ nó, Mỹ đang bắt tay Việt Nam này thân thiết. Nhưng mà cái bọn này là hắn chỉ đi xin, hắn đi xin của những cái người mà cũng cái cảnh lưu vong như nó đấy. Rồi cái người ta cho, có người ta không cho là hắn đe dọa người ta, giết người ta. Đấy như cái nhà báo Đàm Phong đấy. Nhà báo Đàm Phong đấy mà nó cũng đồng đội với nó đấy, cũng là ngụy quân ngụy quyền đấy mà nó giết đó. Nó giết nhưng mà Mỹ đâu có điều tra ra được đâu. Nếu như cảnh sát Việt Nam mình ấy thì để vài hôm là điều tra ra được ngay rồi. Nhưng mà chứ nói là Mỹ hiện đại mà một cái nhà báo Đàm Phong mà không làm sao mà điều tra ra được, mà nghĩ cái tội cho cái anh cái con của cái ông Đàm Phong ấy. Coi như là đồng bào của mình giết bố mình, mà đến khi là đánh trở mặt với anh ấy, coi như là anh nó cô lập, không ai đứng về phía anh cả. Vì cái bọn này là cái bọn ác ôn, cái bọn nghiệp xúc, nó đâu có còn tính người nữa. Nó không có tính người. Những cái thằng mà nó sủa, nó chửi bới ghê gớm đấy, là ngày xưa là nó giết người ghê gớm lắm. Nó giết người ghê gớm lắm. Cho nên là nó bây giờ nó có dám về Việt Nam mình đâu. Nó không dám về Việt Nam nên nó còn sống ngày nào thì nó sủa bên đó đến Kim Anh.
cái bọn mà ngụy quân ngụy quyền nó là cái lũ ác ôn, cả thế giới người ta công nhận. Tôi nói thẳng, tôi đang ở nước ngoài này, cái ông chủ công ty ông nói là cái bọn mà cờ vàng đấy ác kinh khủng lắm. Tôi bảo chứ sao mày biết? Ông bảo là ngày xưa bố ông đi làm nhà báo ở bên Việt Nam đấy, chiến tranh đó, chứng kiến là cái bọn này nó giết người, nó nhốt người, nhìn như là súc vật, nhìn tội lắm, giết người kinh khủng, nó bảo thế. Cho nên là thế giới người ta ca ngợi nó là giết người ghê gớm, chứ còn chả ca ngợi cái gì cả. Cho nên bởi vì vậy cho nên là mình cộng sản là chính nghĩa, cho nên mới thắng được. Vì các nước trên thế giới người ta ủng hộ, người ta mới thắng. Nói chứ này, nói chứ lên mạng nó sủa, nó ăn không đặt thừa, nó nói mà nó không biết ngượng cái mỏ của nó. Cái mỏ của nó là cái mỏ ăn cứt, cho nên nó sủa ra toàn có giọng cứt không này. Toàn có những cái thằng mà rẻ tiền, những cái thằng rẻ tiền cái phế thải không ai sử dụng nữa. Nó là nó đón nó đưa sang bên Mỹ. Ngày xưa đấy, những các cái người mà nổi 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 tiếng Việt Nam về ca sĩ đấy, nhạc sĩ đấy, là nó tìm cách là nó đón sang bên Mỹ, nó tìm cách đón sang bên Mỹ để ra ý là đón hết người tài ở Việt Nam để cho Việt Nam không có người tài. Nhưng mà chúng mày nhầm, cái đất cộng sản nó lúc nào nó cũng đào tạo ra người tài hết đấy. Chúng mày đủ bản lĩnh thì cứ đón thôi, đón được đứa nào thì cứ đón. Nhưng mà chúng mày phải nên nhớ rằng này, chúng mày đón người ta đi, nhưng người ta có ở bên đó hay không mới là quan trọng. Nhưng nghệ sĩ ở Mỹ bây giờ về Việt Nam sống hết rồi, nghệ sĩ ở Mỹ đấy về Việt Nam sống hết rồi, về Việt Nam mua nhà mua đất lấy vợ lấy chồng ở Việt Nam hết rồi, người ta có đâu ở Mỹ đâu. Nó có tiền nó phải về quê hương đất nước của nó chứ, cái người đó mới là người khôn. Còn những cái con chó mà chết sủa hàng ngày ở bên Mỹ đấy, mà cầm cái ba que mà chạy như chó giấy ở ngoài dọc đường đấy, là cái lô bọn đấy, là cái bọn mà ngày xưa là nó giết người Việt Nam mình ghê gớm lắm, cho nên là bây giờ nó không dám về. Nó về là bị cái những nó giết những cái người đó, bây giờ nó về là sợ người ta nhập vào nó hành nó, cho nên nó đâu dám về Việt Nam mình đâu. Nhưng mà tao tội nghiệp cho chúng mày đấy, như này chúng mày đi đánh thuê đánh mướn mà đến khi chết ấy, thằng Mỹ nó cũng không cho chúng mày được mảnh đất mà chôn chúng mày, mà đến chúng mày xin được vài đồng tiền để đốt lấy một cái nắm tro như này này, rồi là chúng mày đi thấm thấm rộn rộn về Việt Nam đấy, để chúng mày giấu ở trong bụng trong người chúng mày đấy, rồi chúng mày mang về Việt Nam chúng mày chôn thấm chôn trộn ở nơi cái đèo Hải Vân ấy. Tao nói thật với chúng mày này, người Việt Nam chúng tao đấy là người ta thường nghĩ là nghĩa tử là nghĩa tận, cho nên người ta không đến cái đèo Hải Vân là người ta đập người ta vứt xuống biển. Chứ kể như mà như cái đầu óc mà giống như chúng mày đấy thì đúng là đến đó đập rồi, bởi vì chúng mày làm gì có đầu óc người, chúng mày là toàn là cái lũ nghiệp súc không, rồi lên mạng là sủa nhăn răng như chó dái đấy, là cười rủa trên mạng đấy. Chúng mày đâu có là người đâu, chúng mày đi sủa, chúng mày đi kêu những các nước gây chiến tranh. Một cái thằng Đào Minh Quân ấy, sống hai thứ tóc lên đầu rồi, lấp ló miệng lỗ rồi, dựng ra một cái quân đội già 80-90 tuổi, mày dựng ra một cái quân đội đó đấy, thằng Đào Minh Quân ấy, mày dựng ra một cái quân đội đó đấy, rồi mày phải mua sẵn một bộ quan tài để bên cạnh nó, lúc nào mà đi diễu hành diễu binh ở ngoài đường nó nắng quá chết thì mà bỏ luôn vào đó, rồi có đất mà chôn hay không mới là quan trọng. Nhục lắm, chúng mày sống nhục lắm, sống một cái đất nước thiên đường mà ngu dốt. Rồi ngày nay đấy lại có vài cái thằng nghệ sĩ nữa, nó sống ở trong một cái mái trường giảng dạy nó thành người, nó đi thi được cái bằng, đi thi được cái bằng nghệ sĩ, thế mà nó lên mạng nó chế giễu cái hình hình tròn tròn vuông vuông méo méo, cái phương pháp dạy làm sao để cho trẻ con nó nhanh hiểu, đấy đơn giản nước ngoài người ta vẫn dạy thế mà. Tôi đang sống ở nước ngoài này người ta vẫn dạy thế. Việt Nam mình còn lấy cái bút cái chì mà vẽ lên sách để cho các em nó còn 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 nhớ được lâu, chứ ở bên này nó còn lấy cái nó cắt cái hình nhựa như này, hình vuông hình tròn này hình méo này, nó cắt hình rồi sau là nó xếp lên sách như thế,
Đến khi mà học xong ấy nó đổ trong cái túi nó mang về. Nó còn nhớ đi. Việt Nam mình mở bở đây là nó đọc là nó nhớ rồi. Nhưng mà nó học có kỳ 1 không kỳ 2 là bắt đầu người ta học cho nó học chữ này. Nhưng mà những cái người mà vô văn hóa mang tiếng là nghệ sĩ, cái bọn này có đủ tư cách đứng lên sân khấu. Một cái người nghệ sĩ hát hò để cho cái người người ta xem, người ta học, người ta rút kinh nghiệm, người ta biết được người tốt, người xấu, diễn kịch, diễn hề. Mà đến khi lại đứng trên trên sân khấu lại đi đi đi, đi cải lương với lại hát tuồng là vòng vòng méo méo mà nó đi chế cái người dạy nó thành người. Nó dạy nó thành người. Các ông các bà đã làm được cái gì cho đất nước? Các ông các bà đã về cái khu nhà trường đấy mà bỏ ra 1 triệu 2 triệu để cho cái người thầy giáo người ta bổ sung một cái mái trường này, các ông ngồi ngày xưa đấy hư hỏng đấy. Hãy rồi tí Thảo La khôi lại cho câu là nó về cái nơi như cái chỗ nhà trường nó học ngày xưa đấy để xem cái mái trường nó hư hỏng đấy, xem là nó có cho người ta được 1 xu 1 hào để sang sửa không, mà nó đi chế mãng cái người mà dạy cho nó thành người. Có những cái ấy hảo là quay lại tay thay là nó chế bán cái người mà dạy nó thành người, dạy nó thành đạt. Tôi không hiểu là cái bọn này hắn có ăn có học để làm cái gì. Nó già hai thứ tóc lên đầu rồi, nó làm nghệ sĩ mà nó đi chế bán cái người mà dạy nó thành người, ngày nay nó thi được cái bằng nghệ sĩ để lên sân khấu được kiếm ăn, nó chế bán cái người đó. Thì hỏi mọi người là nó có đủ cái bọn này nó có đủ tư cách đứng trên sân khấu không, thì phải đề nghị cái bộ văn hóa đấy cho nó về nghỉ hưu đi. Thì nó có thời gian nó chế nhiễu. Bởi vì là cái bọn này này, tôi nói những các thầy cô giáo đấy không cần phải giải thích trên mạng. Bởi vì như nào người dân người ta không, người ta tin tưởng về đường lối của Đảng và đường lối của các thầy. Nhưng mà cái chỉ có cái bọn mà thù địch đấy thì nó có bao giờ nó muốn cho Việt Nam mình khá đâu. Nó không muốn cho Việt Nam mình khá, mà mấy cái thằng nghệ sĩ này chắc là muốn cái vé đi Mỹ, cho nên là nó với vẽ đường cho giặc tới, nó vẽ đường cho giặc tới. Thời đại mới mà, ngày xưa Việt Nam mình đấy làm gì có điện thoại, ngày nay học sinh đấy, nên 7 lên 5 lên 6 tuổi, 6 lên 7 tuổi, lên 5 lên 6 tuổi là hắn dùng điện thoại, hắn chơi internet các kiểu rồi, như ngày xưa mình làm gì có.
thời đại mới mà nó phải học phương pháp mới để cho trẻ con ơi. Tôi nói thẳng như bọn tôi ở nước ngoài thôi, cái thời đó đấy mà chúng tôi mà không học cái phương pháp mà cái như như thầy giáo à, như cái ông giáo sư đấy, ông nói là học học thêm cái môn tiếng Anh à, tiếng 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 cái chữ Latin đấy mà Việt Nam mình phản đối đấy, cái mà Việt Nam mình không phản đối đâu, mà chỉ cứ bọn thù địch nó mới phản đối, thì là làm sang đây làm gì, biết biết đường nào mà đi, biết làm sao, biết tiếng mà nói. Nhưng mà cái bọn mà thù địch ở trong nước ấy là nó thường thường là nó chỉ thấy Việt Nam mình mà làm một cái gì bắt đầu là nó sủa cái đúng, nó nhai tới nhai lui, nhai cái đúng quần của mình, nó rách nó còn chưa thả. Bọn này là bọn thù địch mà, cái ngày xưa chiến tranh ấy, nó ghê gớm ác lắm, cho nên bây giờ nó cũng thế, nó tìm đủ mọi cách để đánh, nó đánh kinh tế Việt Nam mình, đánh về 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 con em mình là mất ăn mất học mất làm. Nó dựa vào mấy cái thằng phản quốc lưu vong ấy, cái bọn lưu vong đấy, hắn nói hắn làm gì, hắn giàu hắn no lắm, các ông các bà chỉ liền nhìn trên mạng những cái thằng mà nó sủa về Việt Nam ấy, nhìn cái da mặt nó như thế nào, cái con người nó như thế nào, giống là cái như một cái con chó rách chó điên, ăn tục nói phét nói láo, nói những cái lời mà trẻ con nó nghe không vào tai. Thế mà chứ ngờ nó ở trên mạng nó chứ sủa về Việt Nam. Chúng mày ở một cái xứ người, chúng mày đâu phải là người Việt Nam, chúng mày lấy tư cách gì chúng mày sủa về Việt Nam? Chúng mày không đủ tư cách. Chúng mày cứ nói chúng mày yêu dân yêu nước, lũ lụt trôi hết cả người cả nhà kìa. Chúng mày cho được đồng nào cho những cái người người ta bị lũ lụt đó? Hả? Chúng mày cho được đồng nào? Chúng mày không cho đồng nào, thế mà chúng mày chứ sủa, chúng mày nói chúng mày yêu nước, yêu cái mẹ cha con đĩ mẹ chúng mày à, yêu cái gì? Ừ? Là mấy cái ông nghệ sĩ đấy mà lên mạng chứ hát là vòng vòng mưu méo đấy, sao có ông không hát những cái bài mà thằng thằng Mỹ Ngụy nó chặt đầu giết người Việt Nam mình đó, không chế ra mà hát đi, không chế ra mà hát những cái bài mà thằng mà Ngụy nó giết người Việt Nam đó, mang ra mà chế mà hát. Đù má, cái loại quan của học mà ngu như con chó, mày chỉ hơn con chó mà đôi đũa thôi, cái bọn Mỹ Ngụy, chúng mày chỉ hơn con chó mà đôi đũa. Con chó nó đang còn trung thành với chủ, nó đang còn trung thành với chủ, nó biết trong nhà, nhưng mà chúng mày chỉ hơn con chó mà đôi đũa là chúng mày biết sủa ra tiếng người. Lũ nghiệp súc chúng mày, tội ác chúng mày, cái thời cha đời mẹ chúng mày đấy gây ra còn chưa đủ, bây giờ đến chúng mày. Người ta là một cái đất nước có cả trên thế giới người ta công nhận, chúng mày dám muốn lật đổ người ta, lật đổ nổi tao chưa? Tao là cái người đàn bà này, chính trị của chúng mày nói với người đàn bà cộng sản người ta nghe nó còn không vào tai. Vì chúng mày ăn ăn không đặt thừa, chúng mày nói những cái người chính nghĩa bao giờ người ta cũng thắng, những cái người mà không chính nghĩa, hiểu chưa? Nên là chúng mày đừng có ăn không đặt thừa, không ai người ta tin chúng mày,
không ai người ta tin chúng mày. Chúng mày chứ khoe là chúng mày giàu lắm, chúng mày giàu bằng cái người ở Việt Nam chúng tao nghèo. Chúng mày chứ lên xe thì chúng mày lái là chúng mày làm cái kiểu là cái xe của chúng mày nhiều tiền lắm, nhưng mà cái thứ xe của chúng mày lái ở Việt Nam chúng tao chỉ 5-60 triệu thôi. Người Việt Nam chúng tao này, cái bọn mà thanh niên ấy bây giờ nó không giờ không không, không dùng Samsung nữa, toàn iPhone 6 hết. Xe máy là bình thường phải gần 100 triệu, cái xe máy của người ta bằng cái ô tô của chúng mày. Thế mày cứ sủa về Việt Nam cứ làm tinh tướng. Tao nói cái xe máy ở Việt Nam bằng cái ô tô chúng mày lái ở bên Mỹ. Cái ô tô của chúng mày ở Việt Nam chúng tao chỉ 2-4-50 triệu, 60 triệu. Cái con người Việt Nam chúng tao đấy, người ta rất là cần cù, người ta phấn đấu. Hôm nay người ta phấn đấu người ta mua cái xe máy, ngày mai người ta phải bắt người ta thấy nhà người khác mua ô tô, người ta cũng phải phấn đấu người ta mua ô tô. Chứ người ta không giống sống như cái loại chúng mày. Chúng mày là người có ăn trực nằm chờ để mà hại nước hại dân. Chúng mày cứ nói là 90 triệu dân trong nước, quốc nội của chúng mày à? Vỗ ngực, tao là người Mỹ rồi mà để cho thằng thằng Mỹ nó trục xuất cút khỏi nước nó là trục xuất đi đâu? Trục xuất ra nước khác thì đừng có về Việt Nam. Việt Nam không có nơi chứa chúng mày đâu, vì chúng mày ác ôn lắm, chúng ta không thể chứa chúng mày được. Thực ra chúng mày mà nói chúng mày không không thế nào mà nói hết lời được, bởi vì chúng mày là một cái thứ, là một con nghiệp súc. Mày đừng có nói là người, chúng mày phải đặt chúng mày là nghiệp súc chứ đừng có nói là đặt ra người. Làm người ấy, chào tất cả mọi người, các người ngày nay này, người dân Việt Nam mình ấy là chưa nghĩ là ngày 2 bữa nấu ăn no rồi uống rượu uống bia chơi vui vẻ, nhưng mà không biết được cái thù địch ở trong nước mình, hắn đang rầm rịch. Hắn rầm rịch ở đâu? Là hắn rầm rịch, hắn đánh về bộ máy trung ương đảng, hắn đánh vào những cái người mà người ta làm cán bộ, đánh vào những cái người cảnh sát nhà nước, người ta rất đau đầu. Nhưng người mình đâu có biết một cuộc chiến tranh thầm lặng, cuộc chiến tranh thầm lặng này có nhiều người đã hy sinh nhưng người ta không dám công bố. Việt Nam mình là có cái cách là hy sinh thầm lặng, cái thời trong chiến tranh cũng thế. Cái năm 68 đấy, bộ đội đi có còn ai về đâu, cái khu nhà tôi đấy đi rất là nhiều mà chẳng còn ai về. Năm 68 cái lứa tuổi với anh tôi đấy là đi có ai cũng còn ai về đâu, hết chết hết không còn ai nữa. Nhưng mà rất thầm lặng, Mỹ Ngụy nó có biết được mình hy sinh bao nhiêu, còn hay là hết hay như nào. Nên thằng Mỹ lúc nào nó cũng chỉ nhâm nhớt là nói là cộng sản, không biết là cái con số của nó là bao nhiêu, là vì nó xâm lược sang nước mình mà nó đâu có biết địa bàn của mình ở đâu. Nó nhờ vào vài cái thằng Ngụy, mấy cái thằng tay sai đấy, lại toàn là cái bọn ngu ngốc, toàn những cái bọn mà ham gái điếm, mê tiền bạc, có tiền thì nó đi đánh, không có tiền nó ngồi nhà. Thế đó, cái lý tưởng của chúng nó là vậy, cho nên là nó phải thất bại. Cho dù là mày anh hùng bao nhiêu, cho mày là cho mày cho dù là chúng mày anh hùng bao nhiêu, cho dù là chúng mày hiện đại bao nhiêu thì chúng mày cũng phải thất bại, vì chúng mày không có lý tưởng. Chúng tao cái thời đó đi bộ đội đấy, nhà tao 6-7 người đi bộ đội, nếu mà như mà đi đi bộ đội mà lấy cái đồng lương giống như chúng mày thì nhà tao thật đúng không có nơi để tiền, thật sự không có nơi để tiền. Nào là đi bộ đội, nào là đi ông anh đi lái xe tăng, ông anh đi lái chở đạn, bà chị đi là tải đạn. Nhà tao 7 người đi bộ đội mà có được cái đồng lương nào đâu, sao người ta vẫn vui đời.
nhà tao tao chưa nói cho mày biết, tao còn có ông anh này đi bộ đội mà lại chưa đủ cân chưa đủ tuổi, tăng khai tăng tuổi nói dối là mất giấy tờ sinh khai sinh, nói dối là mất giấy khai sinh, khai tăng tuổi chưa đủ cân là ông phải đeo đá trong người, đeo cát mà đeo đá nữa, ông đeo cát trong người, cái ống quần này ông may gấp lên rồi sau ông bỏ cát vào đó rồi tăng lên được 2 cân nữa là ông đi bộ đội. Cũng may là sống thoát về, nhưng mà về anh Việt Nam sau là giải phóng xong là cũng chẳng bao lâu thì ông cũng chết vì cái mảnh đạn nó xuyên qua đầu. Ông cũng về ông kể đấy, cái bộ đội mà không may là một người rơi vào tay của nó đấy, là nó đe dọa mổ bụng là ông khiếp, ông khai ra, có người khai ra bắt được mấy người đồng đội của nó là bắt nó chặt đầu rồi mổ bụng moi tim ăn nấu ăn, cái bọn Mỹ ngụy này ác ôn lắm. Cho nên ngày nay mà cái bọn biểu tình hàng ngày, đừng có nói là nó là người dân Việt Nam mình, tôi nói mọi người nghe này, Đảng nhà nước người ta biết hết, nhưng có cái là người ta không không dám công bố ra để cho dân mình biết thôi. Như tôi biết, bởi vì làm sao tôi biết, tôi có đứa bạn bạn của tôi ở nước ngoài này, nó nói là má nó ấy là có một cái đường dây ở nước ngoài, chứ hàng tháng là cho tiền 200 đến 300, chỉ cần cho người ta số điện thoại thôi, cái địa ở cái nơi ở là hàng tháng người ta mang đến, nếu mà có việc gì thì người ta gọi gọi đi biểu tình, chứ hàng tháng là cho tiền. Cái bọn đó là cái bọn là nó bọn ngu, hắn chỉ cần cái đồng tiền, còn ai ra chín làm sao mà kệ. Bởi vì là cái mấy năm về trước đấy, Việt Nam mình là nó khó khăn, là cái người dân ngu ngu dân ngu cu đen đấy, là chỉ nhìn thấy đồng tiền, nó là hít mắt đi theo nó. Tôi chào mọi người nha, tôi có khách nhé, có gì tôi nói.